Chào tất cả các bạn, lại là mình Trang Chibi đây. Và trong cái video hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn tất cả những loại sổ màu nước mà mình đang có, đang dùng. Và cả những cái loại mà mình không còn dùng nữa. Bởi vì mỗi lần mình up một cái bức tranh lên ấy thì cũng không thấy ai hỏi là mình học vẽ ở đâu, mà toàn thấy hỏi mình mua sổ ở đâu thôi. Có lẽ là tại mình vẽ thì không đẹp bằng quyển sổ của mình. Thì video này sẽ gồm 4 phần. Đầu tiên mình sẽ review những loại sổ của Nabi. Hai là Potentate. Đây là hai cái hãng sổ mà mình dùng nhiều nhất. Tiếp theo là một số loại sổ khác. Và cuối cùng là những cái quyển sổ mà mình đã mua nhưng mà sau đó mình không dùng hoặc đã dùng một ít và mình đã bỏ đi rồi. Thì bây giờ thì bắt đầu với dòng sổ Nabi. Thì mình sẽ đợi xíu mình sẽ dọn bớt những cái quyển sổ này đi để chỉ còn lại sổ Nabi thôi. Trên mặt bàn mình lúc này thì là những cái quyển sổ Nabi mà mình đang có. Về giấy thì mình thấy giấy Nabi thì giá tương đương với giấy bảo hồng hạng học sinh. Chất lượng thì mình thấy Nabi thì vẫn chưa so với bảo hồng được đâu. Thế nhưng mà bảo hồng thì hiện tại ở Việt Nam chỉ bán phổ biến cái loại pad thôi, tức là không có đóng gáy nồi so. Thì sổ Nabi thì chỉ có thêm quyển này cũng là của Nabi. Hiện tại thì theo mình hiểu thì chỉ có cái nồi so này, một cái loại pad và giấy rời, chứ còn chưa có cái loại sổ bìa da. Thì đây là cái quyển sổ to này thì mình dùng để vẽ màu nước này. Thì những cái tranh màu nước mà mình vẽ cả nền như thế này ấy, thì khi vẽ bằng Nabi thì có cái cảm giác là mình cũng phải chống chọi với cái tờ giấy một xíu. Giấy Nabi thì thấy ghi là 50% cô tông. Mình thì với đánh giá của mình, nếu mà dùng để vẽ màu nước thì giấy Nabi không tốt bằng giấy bảo hồng học sinh. Giá thì bằng nhau, được cái thì Nabi thì có dạng sổ. Và quyển này của mình thì cũng là vẽ màu nước. Thì cái loại sổ này thì nó có hai cái cỡ. Một là cái cỡ này là cỡ A4 lỡ này. Cái cỡ này là cỡ A5 lỡ. Thì hai cái quyển sổ này thì quyển to này thì mình mua giá khoảng 130.000. Quyển nhỏ thì có chỗ mình xem trên Shopee có chỗ bán rẻ nhất là 82.500. Và chỗ đắt hơn thì 95.000, hình như có cả chỗ bán hơn 100.000. Cái bìa như thế này và đóng ngang như thế này thì là dòng bình thường. Còn cái quyển này thì là cái dòng limited. Limited thì chỉ có một vài shop bán và còn và có một cái số lượng giới hạn thôi. Thì giá cũng tương đương nhau, nhưng mà quyển này thì được 25 tờ thì phải. Không nhớ chính xác, quyển này thì 20 tờ hay 22 tờ gì đó. Mình có dùng mấy quyển này để vẽ màu nước này. Có thêm quyển này để vẽ màu wash. Thì màu wash thì nó không kén chọn giấy. Nói chung là giấy Nabi thì đã đủ tốt để vẽ màu wash rồi. Nhưng mà để vẽ màu nước thì thì các bạn vẽ những cái tấm mà các bạn không vẽ nền như thế này thì ok. Không vẽ nền như thế này thì ok. Chứ còn nếu mà vẽ những cái tấm mà vẽ cả nền như thế này thì vẫn vẽ được thôi. Thế nhưng mà núp lên thì hiệu ứng nó sẽ không được như ý. Và cái lúc mà vẽ thì cảm giác như là mình phải đấu tranh với cái tờ giấy. Thì chắc là mình nghĩ là vẽ sổ Nabi chắc là nếu mà mua lại chắc mình sẽ mua cái cỡ nhỏ này để vẽ những cái bức đơn giản kiểu này thôi. Ngoài ra thì còn cái quyển sổ nho nhỏ này cũng là của Nabi. Thì nó cỡ là 12x13cm. 12x12, chỗ này thì là 13. Thì mình không quá thích cái quyển này. Chất giấy của tất cả những cái này thì như nhau. Nhưng mà có một vài quyển ấy thì là một mặt sần. Như quyển này này. Mặt này là mặt sần. Mặt này thì mặt trơn. Còn như quyển này chẳng hạn ấy thì như các bạn thấy là hai mặt nó đều sần. Nhưng mà chất giấy thì y như nhau. Chất lượng thì y như nhau. Vậy là xong câu chuyện về Nabi. Thì mình sẽ dừng video, mình tắt đi và mình lấy sổ Potentate của mình ra. Thì đây là những cái quyển sổ Potentate của mình. Nó có vài cỡ.
Quyển này thì mình mua giá 110. Cỡ nó là 12 x 12 cm thì phải. Quyển này thì mua giá là 130. Mua ở Họa Cụ Da Đen. Quyển này mua giá là 120. Quyển này thì cái này thì mình mua của Họa Phẩm 62 thì có 65.000 thôi. Có một chỗ số chỗ thì bán đắt hơn. Thì sổ cái đây là cái dòng giấy Potentate dòng cao cấp, nó ghi là 100% cotton, thì cũng chia thành hai loại là loại cold press và loại hot press. Ở trên thị trường còn cái loại Potentate cũng gọi là giấy màu nước nhưng mà loại rẻ tiền hơn. Các bạn cũng có thể mua cái loại sổ mà họ đóng dạng pad hoặc là họ đóng gáy lò xo. Họ đóng gáy lò xo. Mình có mua về nhưng mà mình không dùng nữa vì giấy nó rất là tệ, giấy nó rất là tệ. Còn cái giấy này thì ok, giấy này mình nghĩ nó cũng phải tương đương với bảo hồng hạng học sinh đấy. Thì chủ yếu mấy quyển này mình đang dùng để vẽ màu wash thôi, chứ mình không, lúc trước thì mình có một quyển Layton mình vẽ màu nước nhưng mà giờ mình không còn nữa. Thì đây là sổ Potentate. Vẽ màu nước thì cũng ok, vẽ màu nước thì vẽ những cái tấm đơn giản thôi, nó mình nghĩ là giấy nó tốt hơn Nabi một xíu. Thì đây là sổ Potentate. Thì mình sẽ ngừng video, sau đó mình sẽ review các loại Thì sổ khác. đây là một vài cái loại sổ khác đầu của mình. Đầu tiên thì là cái sổ bảo hồng dạng pad, không biết là dạng pad thì có coi là sổ vẽ không, nhưng mà mình thì mình cứ để ở đây. Thì dạng pad như quyển này thì bán dao động trên thị trường là trên dưới 100.000 thì phải. Có đây là khổ A5, có cold press, có hot press và có dạng rough. Thực ra thì mình chỉ mua mỗi pad của bảo hồng thôi chứ mình cũng không mua của hãng khác. Còn mấy cái loại sổ này thì cái sổ này thì mình mua Họa Phẩm Da Đen, giá là 150.000, nó khổ đúng A5. Giấy của nó thì không tốt lắm, giấy của nó thì không tốt lắm. Lúc trước thì mình có vẽ một cái bông hoa hồng tím, mình có làm video, các bạn có thể xem ở kênh này. Sau đó mình đã bỏ nó đi, mình đã bỏ nó đi. Mình cũng chưa biết dùng quyển sổ này vào việc gì vì vẽ màu wash thì mình thích là sổ nhỏ nhỏ hơn, còn vẽ màu nước thì cái chất giấy này nó chính là cái chất giấy Happy, nó là giấy của Fabriano thì nó ghi là 25% cotton, nhưng mà đối với mình thì vẽ màu nước cái giấy này không ổn lắm, ít nhất thì cũng phải được như là giấy Nabi. Thì đây là sổ Happy, sổ này quyển này mua 150.000, quyển này sáu mấy nghìn thì phải. Hai cái loại giấy này là giống nhau, hai loại giấy này là giống nhau, cùng của Fabriano, 25% cotton. Chỉ có điều cách hình thức đóng gói khác nhau thôi, một cái thì là gáy xoắn, một cái là bìa da. Cái quyển sổ này thì là của Gen Art. Quyển này thì mua cũng rẻ, quyển A5 này thì có 37.000, 37.000. Thì giấy này thì là giấy không không có tí phần trăm cotton nào thì phải. Nói chung là nếu mà không ghi gì thì khả năng là 0% cotton. Giấy này thì nó còn tệ hơn giấy Fabriano nên chắc là mình sẽ dùng để vẽ màu wash thôi, chứ mình cũng không 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 vẽ màu nước được. Còn hai quyển sổ này thì là của Takeo, cái dòng Vomars mới ra, cái này là 200 ZM, cái này là 300 ZM. Thì lúc đầu thì mình định dùng để mình vẽ màu wash, thế nhưng mà mình dán băng dính lên thì lúc mà mình lột ra thì nó bị rách giấy vì cái chất giấy nó rất là yếu, cái chất giấy nó rất là yếu. Thế nên là mình cũng tạm để đây để chưa biết là dùng vào việc gì. Tiếp theo thì là cái quyển sổ Canson XL. Quyển này thì mình mua khá là đắt, hình như là 260.000 thì phải. Mình vẽ một trang và mình chưa bao giờ quay lại. Mình chưa bao giờ quay lại. Giấy này thì nó không có phần trăm cô tông nào, nhưng mà trong số những cái loại mà không có phần trăm cô tông nào thì nó cũng tương đối tốt. Tuy vậy nếu mà vẽ màu nước thì mình nghĩ là nó còn tệ hơn Nabi. Nabi thì còn tệ hơn hơn bảo hồng hạng học sinh. Vẽ màu nước thì rất là nhiều cái kỹ thuật phức tạp, nên là trừ những cái bức đơn giản thì màu nước gần như là mình không vẽ, nhưng mà những cái bức phức tạp thì mình nghĩ nó không phù hợp. Thì
Đây là toàn bộ những cái loại sổ mà mình đang có. Mình không biết là mình có lôi ra thiếu cái gì không. Nhưng mà đợi một mình sẽ ngắt cái video này ra, rồi sau đó thì mình sẽ mở tài khoản Shopee của mình để mình review một số loại sổ màu nước mình đã mua rồi, nhưng mà bây giờ mình không còn nữa. Tiếp theo thì review một vài cái loại sổ mà mình đã không còn nữa. Thì mình search sổ vẽ màu nước trên Shopee thì đây. Đây là cái sổ bìa của da đen thì nó chính là cái quyển sổ này. Nó chính là cái quyển sổ này của mình. Đây cái quyển sổ này thì mình có mua về nhưng mà sau đó thì mình không dùng mà mình cũng bỏ đi rồi. Cái giấy nó rất là tệ mà cái đóng gáy này thì được cái là các bạn có thể thay ruột. Cái giấy của nó rất là tệ, không vẽ được màu nước đâu. Các bạn có thể vì cái đóng cái này thì các bạn có thể thay ruột, nó là khổ 20 x 20 cm, các bạn có thể thay ruột. Nhưng mà mình cũng đã thử thay ruột rồi, có hướng dẫn vẽ một cái bông hoa sen, các bạn có thể tìm ở trên kênh YouTube này. Nhưng mà tổng quan thì mình, thứ nhất là cái gáy này nó mà mở ra thì nó cũng rất là khó mở và nó không vững, thế nên là cuối cùng mình không không còn nữa. Tiếp theo là cái quyển sổ này. Sổ này thì hôm trước mình mua mình cũng vẽ được một vài cái tác phẩm nhưng mà sau đó mình cũng bỏ đi rồi, bởi vì giấy của nó ghi là 100% cô tông nhưng giấy chỉ có 230 GSM thôi. Mình nghĩ là vẽ màu nước hay là vẽ màu wash thì vẫn nên từ 300 GSM trở lên. Và thứ hai nó là hot press. Ngoài ra cái quan trọng nhất là khi mà mình dán băng dính mình lột ra thì rách luôn cả bìa lẫn giấy. Nó cũng chính là cái loại này. Để xem mình còn loại nào không. Cái loại này thì mình mua và đang trên đường ship về. Nó cũng là của dòng Potentate thôi. Nó cũng là của dòng Potentate. Đây là cái Potentate mình mua 110 nè. Cái này cũng của dòng Potentate nhưng chủ yếu là mình mua vì là nó là cái dạng mở dọc và cái bìa mới thôi. Đây cũng là của Potentate. Cái painting My Life này ngày xưa mình mua rồi. Painting from line này ngày xưa mình mua rồi nhưng mà giấy của nó là giấy hot press. Nếu mà mình còn giữ lại bây giờ thì mình có thể vẽ màu wash, chứ ngày xưa giấy hot press mình vẽ màu nước thì nó không đủ tốt và cũng không hợp. Sổ này chính là sổ Potentate mình đã kể với các bạn. Cái quyển này chính là Nabi mình kể với các bạn. Đây là cái quyển bìa da mà mình giấy Fabriano mình đã kể với các bạn. Cái pad bảo hầm hạng họa sĩ này thì mình cũng rồi. Cái Angel Mark này mình chưa mua. Mấy loại bìa hoa, mấy loại này chưa mua. Mấy loại này chưa mua. Cái này thì là của Fabriano, mua rồi, nó chính là giống như là y hệt cái giấy HP. Đây là cái loại Potentate dòng rẻ tiền. Đây là cái loại Potentate dòng rẻ tiền. Mình nghĩ là mình có mua thử cái pad rồi. Giấy nó tệ lắm, không vẽ được màu nước đâu. Vẽ màu wash thì có thể. Cái Kerlong này thì mình chưa mua này. Cái này mình chưa mua. Đây là cái mà mình vừa kể với các bạn. Nó của mình mua 37.000. Cái giấy này thì ghi là nhập khẩu Hàn Quốc nhưng nó không có phần trăm cốt tông nào đâu. Vẽ màu wash thì có thể, màu nước thì gần như là không. Đây cũng Potentate thôi. Ngoài ra thì ngày xưa mình có mua cái quyển này và mình có mua cái sổ vẽ Layton, thì mình có mua cả cái loại pad này và cái loại bìa da nữa. Có loại bìa da thì mình mua ở cái shop mình mua bên Typos thì phải. Typos. Có cái loại bìa da mình mua bên Typos. Đây thì mình còn vài, mình sau đó thì nó bị mốc. Sau đó là nó bị mốc, thế nên là mình có bỏ quyển sổ đi, mình giữ lại nó chính là cái quyển này. Cái này nó không được giao diện này nó không được responsive cho iPad đúng không?
Nói chung là mình mua nó dựa dựa như cái quyển sổ Potentate thôi. Mình nghĩ là chất lượng thì nó cũng tương đương nhau. Giá thì đắt thôi. Giá thì đắt hơn. Nó là sổ Leyden bìa da. Thì nó bị mốc ngoài cái chuyện là mình vẽ được một vài tấm. Nhưng mà sau đó thì cái giấy nó bị mốc. Thế nên là mình cuối cùng mình xé, mình giữ lại mấy cái này. Và mình bỏ quyển sổ của mình đi. À, vậy là mình nghĩ là mình đã review cho các bạn những cái loại sổ màu nước mà mình đã có, mình đã dùng. Có thể là còn sót một vài thứ, có thể là còn sót một vài thứ và cũng có một vài loại mà mình chưa mua. Thì mình hy vọng là cái video này hữu ích cho các bạn. À, và nếu mà các bạn thích học thêm về màu nước hay là màu wash hay là những cái chất liệu khác thì hãy truy cập website picasia.vn nhé. À, cảm ơn và hẹn gặp lại.